phòng. Thiện đi ra. Quá kinh ta. Cô vụ đi, cô vụ đi. Cái gì? Trời ơi. Những cái bong bóng mà mấy cậu cháu mình vừa mới đi mua được nha, thấy không, rất là nhiều bong bóng. Đây sẽ là một cái trò chơi rất là vui nha, để cho các cháu chơi cuối tuần với lại chiến đấu với nhau. Đó, rất là vui nha. Bong bóng này bong bóng màu hồng, loại tốt không? Tốt, tốt lắm, rất là nhiều màu sắc luôn, chơi vậy nó mới vui. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Cùng với mấy đứa cháu mình sẽ chơi một cái trò chơi với này nha cả nhà. Thì mình chơi xong rồi thì mình sẽ có một cái món ốc rất là ngon. Cái nhà nhớ đợi cái phần cuối nha. Thì hôm nay thì mình nói mua con bóng rất là nhiều cái, bắt đầu là cột con bóng xung quanh, mình sẽ cột con bóng xung quanh bụng, xung quanh bụng của mấy đứa cháu mình. Rồi sau đó hai bên đấu nhau, ai bẻ con bóng nhiều hơn thì người đó thua, và sau đó tiếp tục và đội tiếp kế tiếp nha. Quá trời ông sùng. Cột. Cẩn thận bẻ đó, cây này coi chừng bẻ đó, coi chừng. Bóng bóng này tốt rồi ha, bóng bóng của bà này bán bóng tốt rồi. Đúng không? Không sao đâu, sao đâu, nó đi từ từ dưới lên con. Kệ đi, đi từ dưới lên. Ê, đi ra. Thiện đi ra. Con thở xíu đi, nè còn quá trời dài không nè. Cái gì? Hỏi chú ơi con nó còn. Đúng rồi, cái màu đen như vậy nè. Kệ. Đó. Thôi còn dưới đây, còn dưới. Còn có lại, còn có lại. Còn có lại rồi, bơm lại. Rồi đó rồi. Đừng uổng phí cậu uống chai. Đừng. Con tới đây nhanh vậy cậu. Ê, để dưới đây để con ta đi ngang xin. Để đây cắt. Ê, để dưới đây này, để ta đi ngang ta xin hết. Đừng để đó, rồi rảnh chưa, rảnh. Để đây nè. Đúng rồi, để qua đây nè. Để qua đây nè Tư. Cậu cùng với cậu. Cậu cùng giùm con. Không, thiện dịch, cái đậu ở trên cứng lại. Dịch cứng lại. Mày đi ra. Chưa? Rồi tới màu tím. Không đủ quý gì nữa tím. Con còn cái đây, con còn cái đây đó. Màu tím tớ rồi mà. Màu tím mới còn chứ. Bong bóng bà này bán chất lượng quá ha. Rồi mai mốt mình tới đây mình mua tiếp đi. Sao? Thôi được không? Thiếu Rio hả? Bị mẹ nó đánh rồi. Tránh ra đây cho ta làm. Xin hỏi em tí à. Thôi em xíu đi. Thôi bự xíu ừ. Thôi bự xíu. Này con mới hay không? Ồ, đẹp rồi đó. Thả cho xíu nha, nếu mà dài con thả ăn hơi xíu để cột như vậy. Đúng rồi đó, thả hơi ra xíu. Bong bóng nhiều màu, chơi đẹp không? Bong bóng này nhiều màu, chơi đẹp. Chút nữa chuẩn bị xong mới chờ mọi người lấy một cái cột cho người nha, chuẩn bị chiến đấu. Nha, cứ làm hết đi. Thước đó để cột. Ừ. Thì hoài vậy trời. Được không? Cầm ngắn. Không, không được.
phải không? Phải từ từ thôi. Lau mũi. Nói đi. À, tôi là siêu nhân của Viên Chi Linh. What? Hôm nay tôi đến đây để thực hiện một nghi thức cực kỳ lạ khủng khiếp, đó là những người ta khỏi bóng thì tôi. Rồi rồi rồi. Rồi đi qua đây, đi qua đây. Đi vô. Ê, không bóng không? Để đây, để đâu vô. Tôi là nó quay lại cái ta. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Nó quay. Tôi ngăn chặn tôi. Có ngoại cực kỳ nhiều. Trời căng rồi. Cứ gì bộ hát tập hát dưới đi. Dạ, đứng đây đi, đây có người bơm. Đó, còn mấy cây nữa. Rồi nha. Dạy câu thầy. À, bây giờ là mấy đứa cháu mình nó đã cục bóng xong rồi. Rồi, bây giờ là mấy đứa cháu mình sẽ bắt đầu cột con bóng vô bắt đầu để chiến đấu nha. Không cột không? Em đợi, lấy cái cột trong video đi. Xách vô, xách vô, xách vô. Rồi, rồi, cả nhà vô. Rồi, xách vô, xách vô, xách vô. Xe, xe, xe. Xe, ok. Rồi bây giờ là mấy đứa cháu mình à, cậu cháu mình sẽ bắt đầu chiến đấu nha. Chiến đấu anh em ơi. Tay vỗ tay. Vỗ tay. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi hai bạn ra đây. Đứng đây. Rồi chân tay. Bóng bóng bây giờ. Bóng 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 đi. Đừng bóp người, bóp bóng á. Bóng bóng, ủa sao, sao nó dài cái gì? Bóng bóng dài cái gì? Giật đi. Giật lại. Sao chưa, xe kìa. Thiệt. Rồi lên đây. Go. Rồi vô, rồi đi lấy bóng còn lại. Bi, lấy bóng còn lại đi con. Thì bên đi lấy con bóng để qua bên, nữa là thua để qua bên không? Cột bóng để sẵn. Trận đấu quá gây cắn cả nhà. À, bây giờ đội thua đã đi ra rồi. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục đội kế tiếp nha cả nhà. Vô. Quất. Đó. Giật đi, giật bóng ơi, giật bóng ơi. Mình mẹ lên. Bông bóng, bông bóng, bể, bông bóng. Sao nó dám vậy? Rồi, thôi. Cổ vũ anh em, cổ vũ. Ai vậy? Ủa, chưa thua nữa hả? Chưa bị nữa hả? Trời, bông bóng dài quá. Thôi giờ còn lại. Chưa dài nữa trời. Chưa dài nữa hả? Chùm cuối đợi xíu đi. Chùm cuối lâu quá. Chùm cuối đợi lâu quá. Buồn cái gì? Ha, khán giả nghe coi. Sao buồn? Ai cho hỏi ơi. Rồi chút nữa bạn đã có khả năng thắng được bạn đó không? Có. Đánh bạn sẽ làm cái gì cho bể bóng nhanh hơn? Con tay đâu có đúng tay có không? Ủa con tay, ô con tay. Mày chết với nó. Chết thấy chưa, lát nữa là sẽ bị bạn này làm bể rồi, xong chưa? Chưa. Đang có sự chuẩn bị. Thôi các bạn kia đang tập vật. Các bạn đang tập vật. Đó các bạn đang tập vật, đang chạy thể dục thể thao. Để cho sức khỏe mạnh hơn các bạn, ghê không? Đó, ghê chưa? Các bạn ghê chưa? Lấy một bóng khác lại trời.
lấy dây cước nè, đi cái kéo nằm đây trời ơi. Bé, bạn này bé. Trời ơi. Bé, mạnh lên, cố gắng lên. Đó, bóp mạnh đi đừng có ngại. Cần biết. Thua. Yeah. Bạn này đã thua. Thôi cắn đi, tại mọi người dài lắm nha. À, bây giờ mình sẽ cho quyền được cắn luôn đó nha. Không cần biết các bạn là sao làm. Đúng không? Rồi, tới được ai? Tới được ai? Chút qua đây. Cho hai này đấu nhau kìa. Cầm nha, cầm nè. Vô quá. Cổ vũ đi, cổ vũ đi. Cổ vũ đi, cổ vũ đi, sao vậy? Rồi luôn, bạn sao vậy? Rồi luôn. Mày thua cả nhà ơi. Cái này là xì hả? Thôi cái này do xì không tính nha cả nhà. Mình sẽ làm lại. Ủa dạ. Đó thua rồi. Ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Bạn này thua rồi bạn này. Sao bạn thua bạn có buồn không? Không. Vui lắm mọi người. Vui lắm hả? Vui lắm. Tại vì bạn ấy được bọc được màu khác nữa rồi. Rồi tới lượt ai nữa? Cho chùm cuối nè. Đó chùm cuối đang đây cái nhà trường cuối đang thâm dục đâu, vận động lại coi, vận động lại coi đó, cử động lại đó, quá dữ rồi, vận động đi bạn đó. Rồi vô tự quỷ đi. Đội lớn sẽ chơi trước nha. Rồi Tư đang khởi động rất đẹp gái. Đây, bạn Ken cũng quá dễ thương. Ôi, vũ điệu của người chân dài. Yeah. Yeah. Vô. Vô, chuẩn bị. Đợi chút xíu đi. Đó là cái dây đó dây. Rồi, ok, ok, đừng khóc nữa nín. Rồi, vô. Chút nữa đây. Ê, ngưng lại, ngưng lại, ngưng, ngưng, ngưng. Rồi, thua luôn. Đi lại. Bây giờ chỉ còn có hai bạn này thôi. Tư có nói gì với đối thủ không? Ba sẽ chiến thắng. Ken có nói gì với đối thủ không? Con sẽ chiến thắng. Vô. Ba sẽ chiến thắng. Nó nghe quá. Đợi cá bi, đừng chạy. Còn Ken đi vô đi, lát nữa đấu với thằng Nhân. Rồi chuẩn bị tới ba đứa. Quá trời mà là cả nhà ơi. Đó, tự đấu nhau luôn cả nhà. Trời. Còn thắng hả? Đâu rồi, bong bóng đâu rồi? Cả nhà có thể lượm bong bóng lại coi cái nào còn sử dụng được thì bấm tiếp nha, chơi tiếp nha. Ê, đứa nào có gào rảnh không? Kiếm bong bóng này lại đi, coi nào bơm được bơm lại mấy con. Ừ. Thắng hả? Mình hãy hát cái hát bài coi. À, chào cả nhà nha, bây giờ mình sẽ có hai đối thủ để chiến đấu. Đó, thấy đối thủ sau lưng mình chưa? Ghê chưa? Đây, đối thủ này cũng dữ nè. Đó, không sợ. Sợ không? Sợ không? Tí chưa? Đối thủ này sợ không? Tao mà sợ mày hả? Từ từ, có cần vận động gì không? Có cần khởi động gì không? Thắng nó không? Nhắm thắng người ta không? Nhắm thắng nó. Nhắm thắng nó. Sao bạn? Con nhắm thắng trước nó. Quá chuẩn luôn. Rồi, không cần nói nhiều. Quất. Chết đó. Đó. Con lên từ chạy đó. Chạy đó. Yeah. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là hai đối thủ của chúng ta sẽ đấu lại nha. Tại vì cái trái cuối cùng nó không biết ai thắng. Bây giờ mình sẽ để cho mọi người một trái để coi ai thắng nha. Đây. Rồi mình sẽ cho
hai đối thủ này được quyền cắt ông bóng mọi thứ. Đó, cắt rồi cắt đi. Không cần phải cắt chỗ trước ngực đó, miễn sao. Rồi, chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa đối thủ tư? Rồi. À, quên rồi, đúng rồi. Ba, hai, đối thủ tư đây. Còn đây là Nhân. Nhân vô địch. Cẩn thận đó. Bạn đã thua. Có buồn không? Rồi đi lên bóng. Hôm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp cái trường hợp nào. Bóng đi nặng nên đó còn 2 giấy à. Rồi Tư có muốn nói gì với người thua cuộc không? Mày rất là ghê với tao. Mày rất là ghê với tao. Bây giờ sao? Đấu với ai? Bạn muốn đấu với ai vậy? Bạn Trâm người mẫu. Muốn đấu với ai? Cột hả? Sao mày thấy sao? Quá đã luôn hả? Đây là một chiến binh của chúng ta sẽ bắt đầu. Đây, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thêm một lần nữa cả nhà. Rồi, chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi, cho nói chuyện cái đi. Cho nói chuyện cái đi mà. Cho nói chuyện cái đi rồi đấy. À, tôi sẽ sắp chạy đua với một người cực kỳ đặc biệt anh này. Sẽ không chạy với anh đâu. Rồi, vô. Quất. Ai thắng trước các bạn, tao thử ai là người thắng trước. Ai vậy? Yến thắng rồi. Thắng chưa. Ở đây là một cái cặp chiến đấu mới. Rồi. Vô. Quất. Ai thắng gì? Trời ơi, có hai trái luôn kìa. Ồ, đúng rồi, đều rồi. Vô, cẩn thận. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Không biết kìa. Rồi, vô đi. Rồi, vô đi con. Yết, vô, chăm. Khổ đó. Cả nhà coi thử ai thắng nha, ai là người thắng trước vậy. Ôm vô, ôm nó vô. Ôm đại đi. Rồi. Ôm nó vô. Ôm đại đi đó. Đó. Chầm nắng hả? Ê vậy. Sao vậy? Rồi thôi nó giữ lại. Nó giữ lại cái này, nó giữ lại. À rồi, không giữ được. Ok, người này chiến thắng là bạn này. Cả nhà ơi, mình lại có thêm một cái trò chơi nữa. Mình đã để một cái con bóng ở trước đằng kia. Nó ở đằng đó đó. Để mình sẽ cho tất cả những đứa cháu mình sẽ chạy tới đó. Mình sẽ chạy tới đó coi thử coi mấy đứa cháu mình nó sẽ lấy được con bóng nào nha. Đó, trò chơi, trò chơi ai chạy trước để được lấy con bóng dài. Ok. Rồi im. Đây là những thành viên của chúng ta để chuẩn bị giành một cái con bóng ở đằng trước. Rất là dễ thương. Sao? Im. Rồi. Cô ai đứng sát vô. Cái này chơi vui nha. Chơi vui là bóng của người ta nha, bóng cung nhân. Chơi vui. Đừng có làm bể nha, đừng làm bể con bóng nha. À, đừng làm bể con bóng cung nhân nha, nó lấy vui nha. Rồi, nhắm thắng không? À, mình là nhất rồi. Vậy hả? Sao, bạn thấy sao? Bạn nhắm thắng không? Nhắm. Lấy được không? Con thắng luôn. Game này dễ. Xúc xích hả? Cắn bể không? Nhắm cắn bể không? Để chơi. Rồi để chơi mình cái này.
cái này mình tạo hình được á, mình cột cột quấn lại được ơi. Quấn lại được không? Ờ. Tạo hình con người. Đó, tạo đi. Đúng rồi, nó dẻo dễ tạo đó. Cái chừng bể ra đừng quặn nữa. Hình con người. Biết quặn hay quặn nha. Số 1 này tạo. Một đâu? Đổ hay số 1 đúng chính xác, số 1. Rồi số mấy? Số 2 đâu? Con người. Đây có số 1. Số 2 đâu rồi? Số 2 đâu? Đó, đâu? Số 2 nè. Số 3. Số 2. Ôi, chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, đây là một cái tóc mà mình với mấy đứa cháu của mình mới đi bắt về nè cả nhà. Đây là ốc mặt trăng nha, đây là ốc mặt trăng. Còn đây là ốc nón, nó như cái nón như cả nhà thấy không? Ốc nón này ăn ngon lắm nha. Mình sẽ ngâm nó vài tiếng nha, ngâm nó vài tiếng để cho nó ra một ít chất nhờn đi. Mình ngâm nước mặn luôn á, nước mặn ở đảo luôn đó nha. À, mình lấy nước mặn dưới đây nè. Ơi à, trời ơi, ốc này nó cũng bắt nữa, phải bỏ đi. Còn đây là ốc gai nha, hình hài của nó gai không à. À, mà ốc này ăn ngon, cả nhà nhớ là ăn cái phần thịt thôi, còn bỏ cái phần ruột đi, nó không tốt. À, ốc là ốc nón nè, cỡ này ở cửa gần chỗ nhà mình á, nó bự như đây nè. Còn mấy cái hòn khác á thì có ốc bị bự hơn nữa. Đó. Đây là ốc mặt trăng, ở đảo mình hay gọi nó là ốc bi á cả nhà. Rồi, khán giả cùng ăn với mấy đứa cháu mình nha. Rồi ăn đi Tư. Quá dễ thương. Trời, bạn Thiện ăn ngon quá vậy. Rồi vô ăn đi. Cho con Bi ăn đi. Bi nó không có gà. Bi ăn ốc cho người. Nhanh vậy. Ốc gì ăn, ốc gì vậy? Ăn ốc gì bầu? Ốc gì vậy? Ốc nó thịt các bạn mình ăn ốc bi nha. Ốc bi phải không? Ốc này là ốc các bạn. Cho ông Bình ăn, cho ông Bình ăn không? Không. Này mình có cái kim này hỗ trợ cho bạn nào ăn. Đây là ốc ốc bi nha. Cái này ăn ăn. Cái này ăn chung đứa nào mà khỏi ra ăn được đây. Khỏi được không? Nó khỏi ra. Dạ. Rồi, xuống lấy nước. Ồ. Cậu xin ăn đi. Cho xin ăn quý để cậu xin đi. Thôi khỏi đi ăn đi. Ốc ngon quá cả nhà ơi, ốc rất là ngon nha. Đây là con ốc nón, đây là cái hưng. Đây lấy được không bạn? Đây là con ốc. Mình phải gỡ ra bằng bạn nó dặn. Đây là con ốc bi của mình. Cảm ơn nó hay không? Cảm ơn nó hay không? Cảm ơn Thiện. Muốn khóc quá đi. Để cái tâm này Thiện. Chào Miễn nha. Đây nè. Ăn này vui ha. Hỏi bà nói chưa ha? Ốc nó nghỉ ăn đi. Được không? Cậy được không? Cậy nhau mới kìa. Cậy cậy nhau mới kìa. Cậy nhau mới kìa. Tay nó yếu á, tay nó yếu á. Cậu đây. Ôi, cháu mình cho mình nè cả nhà ơi. Quá trời ngon luôn. Ốc nóng không? Ốc nóng này ngon không nè. Đó, mình lấy cái mài này ra nha. Nó buồn bằng Bi. Buồn rồi. Chấm cái nước ở dưới này chưa? Nó ngon à. Nó ngon à. Trời ơi, con này khó gỡ không chết. Cả nhà nha. Rồi, tạo quá nhà. Chấm với muối nêm, ngon quá. Quá đã luôn, ngọt ngọt, với lại dai dai. Ngon quá nhà. Thiện nói với khán giả tiếng cho Thiện. Ngại quá, mất cỡ quá, không biết nói gì giờ nữa. Mời khán giả nghe Thiện ơi. Nào đâu? Mời khán giả ăn đi. Mời khán giả ăn nha. Ăn nha. Chú bị nghe. Ôi, để con ốc này lỡ. Cái này của đứa nào mà lấy con ốc lỡ không ra là. Đưa có đâu, tay con yếu á. Kìa, đưa con. Kìa lấy cho, trời ốc nó dễ lấy chết.
Kệ anh lấy lại cho nó kệ, anh lò ra gì không lấy được trời. Nó lò ra gì lấy được nè. Kệ này, còn lấy cho nó là kệ. Mở cho nè. Ngon lắm quý nha. Từ rồi. Đó, quý ngon lắm nha cả nhà. À trời ngon mình. Tuyệt vời luôn. Chút nữa mình quét nha cho người ta nha. À, đây là nhà của một bà cô xung quanh nhà ấy nha. Nên mình lên đây mình quay cho mọi người xem, cho mấy đứa cháu nó ăn cái vui miệng. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà, bye bye.